Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh DTD Vlog của mình nha anh em. Hôm nay mình đem xe mình xuống, mình làm một cái dự án mới ha. Đó là một cái bình thùng xăng trước nha anh em. Là một cái thùng xăng tụ phía trước ha. Nhưng mà cái thùng xăng này mình làm bằng inox nha mọi người, chứ không làm bằng nhôm. Thì nói chung là mình với anh Tiền móc bô á, nói chung là anh giúp mình làm cái một cái thùng xăng inox phía trước này để cho mình trải nghiệm một cái chuyến tour xa, đổ xăng cho nó thoải mái ha. Thì khả năng cuối năm này mình có một cái chuyến tour với mấy anh em, chắc là đi xa mọi người, ta tới Hà Nội á. Cho nên là mình đang làm tự làm một cái thùng xăng phía trước cho nó đựng xăng để đi tour thôi nè. Rồi một tí nữa mình sẽ xuống tiệm với nó làm với ảnh. Thì hôm qua hiện tại là mình với ảnh đang làm sơ cái khung xong rồi, nhưng mà hàng đồ vô á thì đang làm dở cỡ thì trời tối cho nên là bỏ ngang. Bây giờ xuống làm tiếp ha, tí mình xuống mình quay cho anh em xem cái cách mình với ảnh làm một thùng xăng, nghiên cứu thùng xăng ha. Thì nói chung là tự làm nên là chắc nó sẽ có nhiều cái sai sót, mọi người phải rút kinh nghiệm dần dần nữa. Mình sẽ chơi trước, rồi sau này được thì mình sẽ làm, mình chia sẻ cho anh em chơi sau ha. Cũng nhiều anh em đang cần cái thùng xăng trước lắm, mọi người cũng biết mà. Làm thùng xăng cho ẹt nè, winner nè, Sirius nè, quay rim này kia rồi mọi người cũng nhiều lắm. Như chiếc này, chiếc này làm 54 trên 12. Đó, anh em nói mình là vậy, 54 trên 12 ly ha. Thì nó nói là xe nó đi gió sóng rồi anh em, mình bông mai anh em thấy không? Cái này là một cái điểm điểm đặc biệt của những chiếc xe độ ha. Hồi cái thời mà những cái bình xăng chao, bình xăng ga dẹp này kia nó chưa rộ á thì mọi người còn đi bông mai không? Thấy không? Nhìn vô cái là thấy bình xăng bông mai đúng không mọi người? Thì tại sao gọi là bình xăng bông mai? Thì cái này cái núm dặn này năm cánh giống như cái hình bông mai của mình đó mọi người, cái bông mai Tết á. Đó, người ta gọi là bình xăng bông mai ha. Thì cái bình xăng này mình không biết là họng co nhiêu này kia nữa. Nhưng mà người anh em mà đi 54 trên 12 ly, gió sóng khuyết hai lỗ hai bên, hút gió sóng từ đây vô nha, không có lọc, không có gì hết nha mọi người. Thì chiếc này người anh em nói là ôm đi có 1000 cây rồi, nói chung là êm lắm, còn ngon lắm. Có cái vụ là hao xăng thôi, nó nói mình là được thì anh làm cho em một cái thùng xăng đó, để em đi tour cho nó đỡ hơn nữa. Thì nó cũng muốn làm thùng xăng giống mình nha mọi người. Thì mình đang nghiên cứu để mình làm xong rồi được thì mình sẽ chia sẻ, mình bán lại cho anh em với cái giá mềm hơn. Thì trải nghiệm ha. Đây là xếp nón của một bạn, bây giờ mình vô chơi ha. Lâu rồi mình cũng không qua đây mọi người. Đây, thì cái shop nón này ở bên đường số 8 Trần Thành nha mọi người. Mọi người cứ bấm là TVK, TVK đó. Đây, cái bảng hiệu nè mọi người. TVK ha, là có vị trí trên Google ở Trần Thành Bình Phước ha. Thì trong đây bán nón nhiều lắm. Mọi người có nhu cầu mua nón 3/4, 1/2 thì mọi người vô đây ha. Tiệm cũng mở hôm bữa giờ cũng lâu rồi nên là mình chưa có qua đây nhiều, tại mình bận, mình ít qua đây lắm mà đi làm công ty xuống rồi. Đây, có người em đang xem nón mọi người, nhìn những cái mẫu bóc nè, rất là nhiều. Mọi người có muốn mua thì mọi người liên hệ với mình, sẽ để Facebook ở dưới cho nha. Còn ở gần đây thì mọi người cứ qua đây coi thẳng luôn cho nó thực tế hơn. Những cái mẫu này thật tình ra là của xe đạp nè mọi người, nhưng mà mọi người đi Honda mọi người đội thì cái này á là hên xui nha. Nói chung là mấy anh làm khó là sẽ dính, còn mấy anh không làm khó thì thôi. Nói chung là cái mẫu này của xe đạp, mẫu này là của Honda nè mọi người. Những cái 1/2 cây tơi có kiến, cái này đội thoải mái luôn mọi người, đi vòng vòng nhà cái mút nó rất là cứng dày đó, thì nó đội nó sẽ an toàn ha. Có cái kiến này nữa chắn gió rất là tốt, nhiều mẫu lắm nè, nhiều màu lắm. Chung mình quay cho anh em xem rồi, có áo mưa cây tơi đi tour đó. Nón thì nhiều loại, cây tơi nhiều dòng lắm, mình thì mình không có rành lắm. Đó, xem đi. Thì có áo thun cây tơi nữa nè. Nó này mặc vô nó mát lắm mọi người. Nhà mình có một cái thun co giãn. Mát. Size là size XL. Áo khoác cây tơi trắng đen. Áo khoác cây tơi đen. Cái mẫu này mặc vô nhìn cũng sáng. Nó mưa vô tô vọt. Nhìn nón đã anh em, cái mẫu này nhìn ngầu lắm nè mọi người. Quay cho anh em xem ha. Đây. Theo anh thấy thì cái mẫu này. Cái này tại giá thành. Ngầu ghê anh em. Cái này bên thứ ba nó sản xuất không? Ngầu thiệt. Nhìn đúng đã luôn ha. Một bên thứ ba sản xuất đó thì. Rồi. Thì mọi người ở gần đây có nhu cầu thì cứ ghé ha. Search Google là TVK ra nha mọi người. Chung là một cái tiệm nhỏ đơn giản ấm áp cho anh em đi tour ở khu vực Trân Thành Bình Phước ha. Đây chắc mới có tiệm này thôi anh em có nhu cầu thì ghé thử ha. Bây giờ mình đợi anh em xíu là mình với nó sẽ chạy xuống đó
chỗ làm thùng xăng, à, chỗ anh Tiền làm bô á, thì mình nhờ anh hàng thùng xăng cho mình là làm thùng xăng bằng inox chứ không làm bằng nhôm. À, mình sẽ xuống với ảnh nhờ ảnh hàng không mọi người, thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đi xuống chỗ làm bình xăng, làm thùng xăng nha, xuống anh Tiền bô nha mọi người. Thì ở chân thành thì ảnh cũng làm bô thay cổ này kia cũng ok lắm anh em. Nói chung là móc theo bài anh em ha, anh em yêu cầu sao ảnh làm vậy hoặc là bài ảnh đưa ra, thì nói chung là mỗi chỗ mỗi cách làm mọi người, chỗ nào ok thì anh em ghé nha. Ở đây chân thành mình thì có ảnh làm, còn anh em muốn làm đi xa lắm, nhưng xuống thành phố này kia thì quá xa thì cũng ít ai làm. Anh em nào ở gần đây cũng hay ghé ủng hộ đó, mọi người làm cũng ok, nhiệt tình vui vẻ. Giờ mình đi xuống ảnh ha, thì dưới đây xuống ảnh có tầm 2 cây số mọi người, gần rồi, nên là mày mình cũng hay xuống với ảnh chơi lắm. Mấy anh em hay gặp nhau rồi quán cà phê rồi các thứ. Dạo này mưa gió riết à, mà mọi người đi tour mình thấy nể thiệt. Đi săn mây mà mùa này mà săn mây gì được anh em, mưa sương mù không anh em, cái độ ẩm không khí nó cao nó sương mù không à, đâu có mây đâu mà đi săn anh em. Có gì vụ gì đấy, dừng đèn đỏ cách có 100 mét ghê vậy trời. Cảnh ở cái hẻm đối diện bưu điện ấp 5 Trân Thành này mọi người, vô xíu là tới à. Wow, đi lon vô đây nó hơi vàng đúng không mọi người. Đây, đây là tiệm của anh Tiền. Nhưng mọi người, tiệm bé bé nhưng mà cũng có đồ làm cũng tiện lợi mọi người. Nói chung là cũng ok. Ông đi đâu không biết, sao không thấy nhà không biết, chắc đi cà phê chưa về quá. Mình gọi hỏi ổng coi, xem mình sáng mai mới rửa xong nè anh em. Hôm bữa giờ để nó dơ em vô, ủa thấy ghê lắm. Sáng mới rửa sơ sơ lại à. Hello anh. A few moments later. Ok anh em, đây là cái thùng xăng của mình ha. Thì đang làm hoàn thiện dần dần anh em. Giờ còn mấy đường hàng nữa. Nói chung là qua hàng đang dở cỡ, mình không có quay, bữa nay mình mới quay anh em. Thì đây là nói chung là hàng inox thôi. Thì bữa nay mình mượn máy mình hàng thử anh em, trải nghiệm thử hàng inox coi sao. Tiền quay giùm em nha. Ông anh của tôi đầu tư cái này mọi người. Có cái này hàng sướng lắm, đỡ bị chói mắt nha. Thì do mình hàng không giỏi á, nên là mình sử dụng cái này mình kè vô mình hàng cho nó tiện nha anh em. Nói chung hồi lúc là cũng có học cơ khí anh em, học cơ khí sơ sơ nên là cũng biết sương sương. Xạo chó, xạo chó. Ngu rồi, mắt nó thấy đường anh Tiền ơi. Giờ sao anh Tiền? Rồi nó thấy đường thiệt rồi. Không thấy được luôn rồi vậy. Cầm. Em mới thấy đường thiệt. Cái này nè. Hết pin luôn rồi. Đó, dễ hả? Thế là tự nhiên em nãy em bấm cái em đưa mắt em vô em mới thấy đường luôn rồi. Coi DTD Vlog. Hẹn anh em. Tại vì cái bình xăng này á mọi người là bình xăng của mình cho nên mình phá, chứ đúng ra mình để anh Tiền hàng của mình không có hàng đâu anh em. Cái này hình như hơi cao đúng không anh Tiền? Sao vậy được rồi. Hàng về là đen thui ba má nhận không ra luôn nè mọi người. Chơi anh em. Không bỏ nè. Nhìn cao quá. Không cao thiệt. Cao thiệt, cao quá không có làm được. A few moments later. Hàng yếu quá. Cái này anh em cười ỉa luôn á.
là chưa được nha. Dưới cái dây nè, hàng dây nó kỳ kỳ. Thì ta nó rung rung làm sao anh em? Ngay rồi. Bị lỗ rồi. Rồi xấu quách luôn anh em ơi. Rồi xấu quách luôn anh em ơi. Ok, nãy giờ làm gần xong rồi nha anh em. Lộn xong rồi nha anh em. Này được 80% rồi. Còn cái vấn đề đánh bóng rồi lại nữa, xử lý mấy cái mối hàn này anh em. Nó đang bị đen này không? Đánh cho nó bóng lại, sáng lại ha. Là một phần nữa là xong nha anh em. Thì cái này mình đi ba cái bát. Cái bát này hiện tại mình chưa có làm inox, mình làm bằng sắt thử nha anh em. Thì bát bên đây có thể tăng đưa lên xuống để chỉnh cho cái độ nghiêng của thùng á. Bên kia thì cố định ha. Rồi đây một cái bát này nữa. Cái này mình sẽ làm một cái bát tăng đưa nữa, chắc nó ăn hơn, nó hay hơn nè. Cho nó chậm tới hoặc là lui á. Cái này mình canh nó không có đụng. Đó, mình ôm qua luôn rồi. Nghiêng hết cỡ nhưng mà không đụng nha anh em. Vẫn đang hở ha. Thì nắp thì có khả năng là sau này mình đi cái nắp bằng nhôm giống vậy luôn á. Nắp nhôm luôn. Cho mấy anh đổ xăng vô. Cái đèn này á, khi mà đi cái bình MD này thì cái đèn này không có để đây được nha anh em. Ôm qua đụng liền. Đó. Cái đèn này phải đưa lên trên đây. Đưa lên trên tuyến ha. Đây. Đưa đèn chợ sáng lên trên tuyến. Thì cũng tương đối rồi nè. Sáng mình hàng vậy nè. Lúc sáng mình tự hàng đó. Mình cũng 8 điểm cũng được. Rồi. Bát ốc để làm mấy cục canh kẹp vào lại cho nó đàng hoàng hết. Có gì anh em mua còn bán anh em chứ. We'll be right back.
xong anh em ơi, đầu óc bù xù luôn rồi. Thì đây là cái thùng của mình ha, nè nè, nói chung là chắc khoảng được 7 lít đó mọi người, mình nhắm là được 7 lít. Thì cái chiều này nó cũng rộng rãi, rồi cái này nó cũng cao, rồi cái này nó cũng dày, thì nói chung là mình nghĩ là được 7 lít anh em. Tóm lại là có bình xăng đi tour rồi, tuy hơi nặng nha anh em, chắc mình nghĩ là chắc nó phải 2 kg hơn anh em, nặng lắm, nhưng mà có cái đi tour là ok ha. Bây giờ mình làm bát bọng đồ nữa cho xong hết, rồi mình sẽ làm mình bán cho anh em nha. Anh em nào muốn mua thì đặt hàng nha anh em, nhưng mà chắc từ từ nha anh em, để mình thử nghiệm cho mình trước nha. Mình còn làm cái nắp bằng nhôm nữa anh em, chứ nắp inox thì nó nặng nữa, nên làm nắp nhôm cho nhẹ ha. Rồi ok, cảm ơn anh em nha. Thì bữa nay video dài rồi, tới đây thôi anh em. Còn cái vấn đề gas xe nãy anh em cũng thấy rồi á, còn những cái mối hàng này kia rồi thì cũng tương đối rồi, chắc mình phải tập hàng thêm anh em, chứ qua lớn sân của ông anh mình thì hơi kỳ. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Có dịp mình sẽ đi tour nhiều hơn, mình quay cho anh em xem ha. Thì hôm nay mình chuẩn bị cái này để mình đi tour cuối năm thôi, chắc còn lâu lắm. Nói chung dần từ từ, xe mình còn hôm nào phải đem đi kiểm tra rồi nữa. Rồi xong rồi. Chết em rồi, sáng em dặn cái nắp dầu em quên dặn lại, chạy rớt mất rồi. Báo không. Trời ơi, sáng dặn nắp lỏng ra để mà thay bố xong rồi quên mất tiêu. Dầu văng hết ra luôn rồi. Một văng thì không nói, mất cái nắp luôn rồi, giờ phải đi mua bình dầu mới chứ làm gì còn nắp nữa. Nắp gì? Nắp dầu, nắp bình dầu. Mà sáng em nới ra em làm cái kia em quên dặn lại. Rồi dầu bây giờ biết kiếm đâu. Kiếm chỗ nào bây giờ? Có bán lẻ không ta? Bên phòng bên chợ nó có bán. Rồi để em kiếm thôi. Trời đúng bài luôn anh em. Quải chè DTD này thiệt chứ. Ôi, dầu hắn dính tùm lum hồi cái này qua cái này trắng nhấp đi, cừ chết luôn á. Ok, thôi để mình về đi tính tiếp nha anh em. Hẹn gặp anh em những video sau nha. Bye anh em.